Vào chiều ngày hôm qua 16 tháng 10, cơn bão Sarika đã quét qua phía bắc của Philippines, khiến cho ít nhất 2 người thiệt mạng. Hiện bão Sarika đang di chuyển về hướng tây bắc của nước này vào Biển Đông, nhắm vào phía bắc của Việt Nam. Bão Sarika gây ra mưa lớn, gió giật tại đảo Luzon của Philippines, với sức gió có lúc đạt 120 km/h. Khoảng 2.552 hộ gia đình, tương đương với 12.496 người đã phải sơ tán trước khi bão Sarika tiến vào Philippines vào sáng ngày 16 tháng 10. Cơ quan chức năng Philippines đã tạm hoãn 160 chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày. Tính cho đến tối ngày hôm qua 16 tháng 10, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Pagasa cho biết cơn bão đã qua khỏi Philippines. Mặc dù vậy, thì Pagasa cảnh báo nước này sẽ chuẩn bị đón cơn bão kế tiếp là Haima, Philippines gọi là Lawin. Ông Ricardo Jalat, Tổng Giám đốc Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Philippines cho biết, thiệt hại từ cơn bão Sarika không nghiêm trọng như dự kiến, nhưng đã có báo cáo về sạt lở và lũ lụt ở một số khu vực, cũng như những đợt gió mạnh tốc mái nhà và làm bật gốc cây. Hiện tại, bão Haima đang cách phía đông Visayas 1.535 km tính cho tới chiều ngày Chủ nhật ngày 16 tháng 10. Philippines đặt tên cơn bão này là Lawin và lên phương án đối phó. Pagasa nhận định rằng đường đi của Haima sẽ tương tự với Sarika và có thể tiếp tục quét qua đảo Luzon.